Khác với chu kỳ những năm trước, năm nay dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Đà Nẵng có nguy cơ bùng phát sớm với số ca bệnh liên tục tăng cao. Hiện ngành y tế và các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn dịch lây lan diện rộng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, khoảng một tháng trở lại đây, bình quân mỗi tuần, Đà Nẵng có từ 150 đến hơn 200 ca mắc mới sốt xuất huyết. Riêng tuần vừa qua, ghi nhận đến 244 ca bệnh, nâng tổng số người mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay lên đến hơn 2.000 trường hợp. Khi mà có sự xuất hiện của cái chùm ca bệnh thì cũng sẽ bên cạnh đó cùng sự phối hợp của CDC sẽ xuống dưới để cái điều tra cái vector và trên cơ sở đó thì sẽ xử lý ổ dịch nhỏ. Thì nói chung là lồng ghép giữa các hoạt động về truyền thông, vận động người dân là phải dọn dẹp vệ sinh môi trường rồi nhà cửa đồ thoáng. Qua hệ thống giám sát dịch tễ xuyên suốt từ thành phố đến xã phường, đến nay đã có hơn 190 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ được phát hiện và xử lý kịp thời, qua đó ngăn chặn không để dịch lây lan diện rộng. Theo chu kỳ của dịch, ngành y tế nhận định dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát vào tháng 6 và tháng 7. Vì vậy, mỗi người dân cần chủ động phòng chống, đặc biệt là diệt lăng quăng bọ gậy. Nhân dân của khu dân cư trung tâm 2D trên địa bàn đã ra quân dọn vệ sinh tổng thể tất cả đường đi lối lại. Và toàn dân sẽ về nhà xem các bể nước trồng cây đổ có nước mưa và nước thải sẽ tiêu diệt bọ gậy. Cái này thì cần phải có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân, vai trò là cái cộng tác viên và cái tổ dân phố. Và làm sao để công tác tuyên truyền nó đến với người dân và người dân hiểu được cái mức độ nguy hiểm của bệnh và cái cách phòng bệnh, đặc biệt là cái phương pháp diệt bọ gậy, lăng quăng và tránh muỗi đốt. Và người dân mà ý thức được như thế thì mới hạn chế được ca mắc. Với tác nhân gây bệnh là muỗi vằn, để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết thì các giải pháp của riêng ngành y tế thôi là chưa đủ. Điều quan trọng là mỗi người dân cần nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh, giữ gìn môi trường sống xung quanh, không để muỗi sinh sôi gây bệnh.